em, trong video này thì cô Lê Vi sẽ hướng dẫn các em cách đọc bảng chữ cái tiếng Anh chuẩn như người bản xứ nhé. Nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là bảng chữ cái tiếng Anh thì các em nhỏ cũng đã học rồi đúng không? Ai mà chẳng biết bảng chữ cái tiếng Anh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là thông thường các em hay đọc bảng chữ cái tiếng Anh phát âm thường bị sai. Và vì vậy mà trong video này thì cô hy vọng rằng các em sẽ luyện tập lại cùng cô bảng chữ cái tiếng Anh và đọc chuẩn xác nhé. Nào bây giờ thì hãy đọc chậm cùng cô từng âm một nhé. A. Các em lưu ý là âm này là nguyên âm đôi, bao gồm có hai nguyên âm đơn là E và I, chứ không phải chữ A như trong tiếng Việt đâu nhé. Nào các em đọc lại cùng cô nào. A, B, C, D, E, F. Các em lưu ý âm cuối nhé. F, F, G, H. Các em lưu ý âm cuối nhé. H, I, J, K. Bật hơi các em nhé. K, L. Các em lưu ý để lưỡi ở chân răng hàm trên. Chân răng hàm trên rồi uốn lưỡi lên nhé. L, M, N, O. Lại là nguyên âm đôi, các em để ý nhé, hai âm là ơ và u. Ơ, không phải là âm âu như trong tiếng Việt đâu nhé. Ơ, P, bật hơi các em nhé. P, Q, R, S, T, U, V, W. Các em đọc lại nhé. W, W, X. Các em để ý âm cuối này. X, X, Y, Z. Hoặc là chữ này cũng có thể được đọc là Z. Nào bây giờ các em hãy đọc lại bảng chữ cái cùng cô một cách nhanh hơn từ đầu đến cuối nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Các em lưu ý một số các cái âm sau nhé. Nếu như các em nghe thấy âm là E thì các em hãy viết là chữ E chứ không phải là chữ Y ngắn như trong tiếng Việt đâu nhé. Âm thứ hai, nếu các em nghe thấy là G thì các em cần phải ghi chữ G chứ không phải là chữ G như trong tiếng Việt đâu nhé. Và âm cuối là, nếu như các em nghe thấy âm R, các em hãy viết thành chữ R chứ không phải là chữ A như trong tiếng Việt đâu nhá. Nhưng mà các em đặc biệt lưu ý hơn ba âm này cho cô. Và có một số âm bật hơi trong tiếng Anh mà các em cần phải để ý hơn, đó là âm P, K, T. Đó là ba âm bật hơi trong tiếng Anh mà thường người Việt mình cũng hay bị phát âm sai. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em cái cách để đọc bảng chữ cái tiếng Anh một cách thuần thục. Bây giờ thì các em hãy thử thực hành cùng cô nhé. Ví dụ như trong bài thi tiếng Anh A2 thì các em có thể sẽ bị hỏi tên và sẽ phải đánh vần tên của mình. Ví dụ như giám khảo sẽ hỏi các em là What's your name? My name's V. How do you spell it? It's V-Y. Các em thử thực hành thêm một câu nữa nhé. Where do you learn English? Where do you learn English? I learn English at Vivian English Center. How do you spell it? How do you spell Vivian? It's V-I-V-I-A-N. Trong bài thi nghe tiếng Anh A2, các em cũng có thể sẽ phải điền một thông tin là tên một người hoặc tên một địa danh. Vì vậy mà hãy cố gắng luyện tập để nắm vững được các âm trong tiếng Anh, các bảng chữ cái tiếng Anh một cách thành thạo
Và như vậy thì các em sẽ có thể cải thiện được cả kỹ năng nói và kỹ năng nghe của mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye!